Sau khi chiêm ngưỡng lễ hội khinh khí cầu cố đô Huế nhìn từ bầu trời, Quang Huy xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi một thông tin khác cũng thú vị không kém. Đó chính là trong khuôn khổ các hoạt động của triển lãm tem bưu chính quốc gia Việt Stampack 2020 hôm 25 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem truyền cổ tích Việt Nam cây khế đậm chất dân gian. Bộ tem gồm 4 mẫu và một lốc với giá mặt là 4.000 đồng, 6.000 đồng và 15.000 đồng, được thiết kế liên hoàn qua 4 mẫu tem, thể hiện nội dung cốt truyện, block được thiết kế dị hình. Các chi tiết thể hiện trên tem được chắt lọc cô đọng và có tính biểu đạt cao với hình ảnh cây khế được thể hiện xuyên suốt cả bộ tem. Bộ tem có khuôn khổ tem 32x43mm, block có khuôn khổ 120x120mm, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 25 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.